Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2014. Sau chuyến hải trình đi Trường Sa 9 ngày, hôm nay tàu HQ571 đã cập bến Vũng Tàu. Ngày mai tàu sẽ quay trở lại Sài Gòn để kết thúc chuyến đi Trường Sa lần này. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như là trưởng đoàn của chuyến đi lần này. Xin kính chào ông Nguyễn Thanh Sơn ạ. Xin kính chào anh Vũ Hoàng Linh, xin kính chào tất cả các quý vị khán giả của Phố Bosa TV. Ông Nguyễn Thanh Sơn có thể cho một số ý kiến của ông nhận định về kết quả của chuyến đi lần này thưa ông? Trước hết có thể nói chuyến đi đầy hấp dẫn và thú vị. Tôi có thể nói đây là một cái chuyến đi nó mang tính chất hết sức là đoàn kết. Nó có ý nghĩa vô cùng to lớn là bởi vì trên một cái chuyến đi ra Biển Đông, ra quần đảo Trường Sa với một cái đoàn tàu có thể nói là có đủ các thành phần, đa số là bà con kiều bào, các chức sắc tôn giáo, trong đó chủ yếu là Phật giáo. Thế và đại diện một số các tổ chức cơ quan chính quyền trong đất liền cũng mong muốn được đi ra thăm quần đảo Trường Sa. Đây là cái chuyến thứ ba hải trình Trường Sa chúng tôi tổ chức cho kiều bào đi thăm quần đảo Trường Sa để thấy được cái to lớn ý nghĩa của nó và cái thực tế của tình hình biển đảo của chúng ta. Đặc biệt trong cái hải trình Trường Sa lần này, thành phần bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới chúng tôi có mời về rất nhiều từ Hoa Kỳ. Và trong đó có một số thành phần các quý vị đã từng tham gia hoặc là đã từng tổ chức những cái hoạt động chống cộng sản ở Hoa Kỳ rất nhiều. Tôi nói ví dụ như là ông Nguyễn Ngọc Lập, tôi nói ví dụ như là ông David Nguyễn ở Houston và ông Ngọc Lập ở California, quận Nam Cali. Thế và rồi thì ngoài ra chúng tôi còn có mời một số anh chị em nữa cũng từ ở Hoa Kỳ về ở DC. Thế rồi thì là chúng tôi có mời cả chị Phùng Thị Châu, và đi cùng chị Phùng Thị Châu là bà Nguyễn Nguyễn Rạng, cũng là một trong những người phụ nữ mà có thể nói là xưa nay cũng đã có cái tư tưởng không có ủng hộ cho nhà nước Cộng sản, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và thậm chí gia đình chị. Thì tôi cho rằng là lần này một số bà con cô bác có những cái chính kiến không phù hợp với lại nhà nước Việt Nam, chúng tôi vẫn mời về để họ tận mắt họ chứng kiến cái thực tế mà xưa nay ở nước ngoài họ vẫn có những cái thông tin một chiều nó không đúng về sự thật biển đảo, và họ đã mạnh dạn trở về. Đặc biệt là trong chuyến đi này còn có nhà báo Lý Kiến Trúc, tôi biết ông là chủ một cái phụ chùa là giám đốc của một cái câu lạc bộ cũng như là bảo văn hóa và báo chí ở tại quận Cam, và cũng đã có rất nhiều những nhân vật có uy tín đến tham dự các hoạt động văn hóa và báo chí do ông Lý Kiến Trúc tổ chức ở địa điểm này. Thì tôi cho đây là một nhà báo có uy tín và cũng có sự dũng cảm nhìn nhận đánh giá. Muốn nhìn nhận đánh giá một vấn đề khách quan thì ta chỉ nghe chưa đủ, ta phải nhìn thấy, và trên cơ sở nhìn thấy cộng với cái nghe rồi ta kết hợp với tất cả những cái dư luận khác để ta đánh giá một cái vấn đề nó mới hiện thực. Cho nên tôi đánh giá chuyến đi lần này hết sức thành công. Nó thành công ở chỗ là chúng ta, tôi cũng như anh Hoàng Lân, chúng ta có nước da rất đẹp, nhưng mà qua 9-10 ngày lênh đênh trên biển cả, ra ngoài hải đảo để chia sẻ với những người chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ngày đêm canh giữ chủ quyền của Tổ quốc chúng ta, anh cũng sạm đen đi và tôi cũng sạm đen đi nhiều. Và điều đó chứng tỏ là chúng ta có hoạt động, chúng ta có tham gia vào những cái hoạt động thực tế ở ngoài đảo. Ánh nắng cũng như là khí hậu ở ngoài đảo rất khắc nghiệt, nắng thì rất là gay gắt, gió thì đôi khi không có, nhưng mà chúng ta luôn luôn cảm thấy hạnh phúc bởi vì cả cái đoàn tàu chúng ta đi lần này 199 con người rất là đoàn kết, rất là hạnh phúc. Có thể nói là hôm nào lên đảo là chúng ta cảm thấy được rất là vui, rất là sung sướng, bởi vì lên đảo là tiếp xúc với những người đang bảo vệ chủ quyền biển đảo, lên đảo là thấy được cuộc sống rất là thanh bình cũng như là cái không khí sôi nổi của người dân cũng như cán bộ chiến sĩ ở ngoài đảo. Nhưng đồng thời cái vui nhất tôi cho là bà con đã tận mắt chứng kiến cái sự hồi sinh của các hòn đảo trong quần đảo Trường Sa mà chúng ta làm chủ từ sau 75 đến nay. Bởi vì trước đây khi mà chúng ta chiếm giữ các hòn đảo sau 75, hoặc là tôi nói là kể cả những hòn đảo mà cha ông ta đã tuyên bố chủ quyền chiếm hữu từ xưa, thì nó cũng là những cái bãi đá hoang, nó là những cái hòn đảo mà chủ yếu là để chim đến đậu và sỏi đá khô cằn. Nhưng mà đến bây giờ nó đã trở thành những hòn đảo trù phú
cây cối um tùm xanh tươi với những cuộc sống mà nếu như chúng ta không nghĩ đây là biển đảo thì nó là cuộc sống đất liền, bởi vì nó có trường học, nó có bệnh xá, đúng không ạ? Nó có cây xanh, nó có chăn nuôi, nó có trồng trọt, rồi nó có cả những người lính, những người chiến sĩ và người nhân dân. Thì điều đó nó nói lên cuộc sống rất là ổn định và hòa bình ở trên các hòn đảo lớn mà chúng ta đi qua, như Song Tử Tây, như Sinh Tồn Đông, như là Trường Sa Đông và Trường Sa Lớn. Thế thì chúng ta hành trình đã đi qua 9 đảo và nhà giàn DK. Chúng ta đã được mục sở thị trực tiếp những cái gì nó là chủ quyền của chúng ta và chúng ta đang giữ gìn một cách vững chắc. Những cái gì mà chúng ta đang thay mặt bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới cũng như là ở trong nước thực hiện cái nhiệm vụ để mà giữ gìn bảo vệ nó, để mà nó phát triển và nó đứng vững ở ngoài Biển Đông. Nó thể hiện cái ý chí của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi đánh giá chuyến đi rất thành công. Và ngày hôm nay chúng ta về đến Vũng Tàu để tối nay chúng ta có buổi tổng kết liên hoan, chia tay các quý vị đại biểu cũng như là các thành viên trong đoàn thủy thủ tàu HQ 571 phục vụ đoàn. Và tôi cho rằng là cái chuyến đi này nó đem lại rất nhiều những thông tin mới, những thông tin bổ ích trực tiếp cho kiều bào ta, những người lần đầu tiên về Việt Nam, đặc biệt là những người còn có những cái ý kiến, những cái chính kiến bất đồng quan điểm, còn có những cái tư tưởng hận thù với nhà nước, với lại chính phủ và nhân dân trong nước. Thì tôi cho rằng là một số các quý vị đó đã được tận mắt chứng kiến cái tình hình Biển Đông, cái sự hiện diện của chúng ta đối với các hòn đảo chúng ta đã tuyên bố chủ quyền một cách rất xứng đáng. Đặc biệt trong chuyến đi lần này tôi cho ấn tượng nhất sẽ là cái trường hợp ông Nguyễn Ngọc Lập. Ông Nguyễn Ngọc Lập đã cùng chúng ta đi qua gần hết hành trình, nhưng mà có thể nói là về đến Trường Sa Lớn, về đến Trường Sa Lớn vì có lẽ những ngày trước ông vui quá, ông ấy đi như vậy là qua 7-8 đảo, đến Trường Sa là gần như đảo cuối cùng, chúng ta chỉ còn cái nhà giàn nữa thôi. Thì ông Nguyễn Ngọc Lập đã có những cái tình trạng nó không tốt về sức khỏe và được bác sĩ kiểm tra thì thấy rằng là bệnh tiểu đường của ông rất cao và nó có ảnh hưởng đến thận rất là gay, cho nên bác sĩ đã đưa ông vào điều trị ngay trong bệnh xá và có nguy cơ là phải cấp cứu về đất liền, bởi vì nếu không ông tiếp tục hành trình với chúng ta trên biển 1-2 ngày nữa, vài ba ngày nữa thì không có phương tiện thuốc men cấp cứu kịp thời thì có thể rất khó. Cho nên tôi cho rằng là số phận của Nguyễn Ngọc Lập rất gắn liền với số phận của dân tộc, của đất nước, không thể tách rời đi đâu được. Cho nên cũng cùng ngày hôm đó, ngày hôm qua, đúng không ạ? Thì khi mà ông Nguyễn Ngọc Lập đặt chân đến Trường Sa Lớn, ông đã được tận mắt nhìn thấy Trường Sa Lớn, ông đã được chứng kiến cái cảnh mà quân và dân Trường Sa Lớn đón tiếp đoàn công tác số 6 của kiều bào chúng ta như thế nào. Ông rất hãnh diện, rất tự hào. Nhưng vì sức khỏe của ông ấy, cho nên là hôm qua chúng tôi đã gửi trực thăng, máy bay trực thăng của thiếu tướng, phó tư lệnh hải quân ra công tác ở ngoài Trường Sa. Và đây là cái dịp may của Nguyễn Ngọc Lập. Thế và chúng tôi có đề nghị máy bay trực thăng của thiếu tướng, phó tư lệnh quân chủng hải quân là đưa giúp ông Nguyễn Ngọc Lập vào để cấp cứu trong đất liền. Thì thiếu tướng, phó đô đốc và phó tư lệnh quân chủng hải quân của quân đội nhân Việt Nam sẵn sàng đưa ông Nguyễn Ngọc Lập vào và nhập bệnh viện của hải quân Việt Nam ở trong Cam Ranh, ở Nha Trang. Và như vậy là ông Nguyễn Ngọc Lập được trực thăng trực tiếp đưa vào đất liền và lại được nhập bệnh viện của hải quân nhân dân Việt Nam. Đây bệnh viện rất lớn ở miền Trung, rất là tốt. Và trên cơ sở các phương tiện thông tin, các phương tiện chữa bệnh hiện đại, thế rồi là đã thông tin kịp thời cho bạn bè gia đình ông ở Sài Gòn, thì ngày hôm nay theo tôi biết là ông đã hồi phục sức khỏe và bay Sài Gòn để đón chúng ta. Thì tôi cho đây là cái chuyến đi rất đặc biệt với rất nhiều người trong đoàn kiều bào của chúng ta, đặc biệt là Nguyễn Ngọc Lập, một ấn tượng sẽ không bao giờ quên được đối với Nguyễn Ngọc Lập. Và một điều nữa tôi đánh giá rất cao là cái nhận thức cũng như là cái suy nghĩ của bà con cô bác, những người lần đầu tiên được về Việt Nam và đi Trường Sa, đặc biệt là những người còn có những ý kiến khác nhau, có người còn tư tưởng chống đối, thì có thể nói họ thay đổi hoàn toàn trước sự thật không thể chối cãi, trước cái chân lý mà tôi cho là không thể đảo ngược, và trước cái cảnh đẹp bao la của biển trời Việt Nam, trước cái quyết tâm cũng như là cuộc sống của cán bộ chiến sĩ hải quân dân Việt Nam cũng như nhân dân ở các hòn đảo đã qua, thì bà con rất xúc động. Bà con nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng là cái sự xúc động, cái niềm tự hào với biển đảo quê hương, cái niềm tự hào với việc chúng ta đang quyết tâm bảo vệ rất vững chắc chủ quyền lãnh hải của chúng ta, thì bà con không thể để cho lương tâm mình nói khác. Và tôi hy vọng là sẽ có rất nhiều ý kiến đúng, ý kiến tốt trong đoàn đại biểu kiều bào lần này về với Trường Sa. Và tôi cho cái này để tự anh Vũ Hoàng Lân phỏng vấn trực tiếp bà con sẽ tốt hơn là tôi nói thay bà con vấn đề này. Đại lễ cầu siêu là một điểm nhấn lớn trong chuyến đi lần này. Tuy nhiên vào cái buổi tối hôm qua khi có sự họp đoàn với lại các Việt kiều và cũng như là các nhà báo trong nước, thì ban tổ chức cũng có cho biết là có một số những cái suy nghĩ khác nhau trong các giới chức ở Việt Nam
và ban tổ chức cũng như ông đã có những cái rất là gay go trong cái việc mà đấu tranh cho cái việc mà việc đó. Ông có thể nói rõ cái việc đó như thế nào nếu không có gì trở ngại thưa ông? Điều này nó cũng rất đơn giản, tôi cho là cũng không có gì phức tạp lắm, bởi vì trước một vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh đất nước ta hiện nay đang thực hiện một cái quá trình hòa hợp hòa giải đại đoàn kết dân tộc thực sự. Chúng tôi, những người làm công tác đối với người Việt Nam nước ngoài được chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhà nước giao cho nhiệm vụ là phải lắng nghe ý kiến của bà con. Chúng ta phải nhìn nhận đánh giá cái tình hình phát triển của cộng đồng ở bên ngoài. Thế rồi chúng ta phải hỗ trợ bảo hộ cho cộng đồng ta hội nhập với thế giới hiện tại, với các quốc gia nơi bà con ta đang sinh sống một cách vững vàng, để bà con ta có thể đóng góp một cách tốt nhất cho quốc gia nơi bà con ta đang sinh sống, cũng như hướng về quê hương đất nước để giữ cái bản sắc dân tộc. Thì tôi cho rằng là trước mỗi vấn đề mà chúng ta làm thì nó đều có thể có những ý kiến khác nhau. Tôi nói ví dụ cái hành trình hải trình Trường Sa lần này của chúng ta, đại lễ cầu siêu cũng là một vấn đề mà chúng tôi muốn thể hiện trước hết là cái truyền thống của dân tộc chúng ta từ bao đời nay, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta luôn luôn mong muốn tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do, vì thống nhất đất nước. Và chúng tôi trong hải trình Trường Sa lần thứ ba này của đoàn kiều bào đi ra ngoài Trường Sa, lần nào đi chúng tôi cũng tổ chức cả, nhưng lần này chúng tôi muốn là nhấn mạnh thêm một cái ý nghĩa mới, đó là trong cái việc cầu siêu cho những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ở Trường Sa hay Hoàng Sa, thì cũng là vùng biển chúng ta đã tuyên bố chủ quyền. Và chúng tôi mong muốn là chúng ta ghi nhận cái sự đóng góp hy sinh của anh hùng liệt sĩ quân đội nhân Việt Nam, đó là lẽ đương nhiên, đó là cái mà chúng ta vẫn đã làm và làm rất tốt, không phải chỉ biển đảo mà kể cả trong đất liền. Và chúng ta cũng phải ghi nhận cái sự hy sinh, cái sự đóng góp rất là đáng kể của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã bảo vệ Hoàng Sa, đó là sĩ quan binh sĩ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên tàu HQ Nhật Tảo số 10 ở Hoàng Sa. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đánh giá cái công lao của những người đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của đất nước, cũng như là giải phóng thống nhất đất nước, đó là cái đánh giá khách quan, công bằng, chính trực để lịch sử ghi nhận những cái thời khắc, những cái thời điểm mà Tổ quốc chúng ta đã vượt qua những khó khăn, vượt qua những thử thách để chúng ta có hòa bình, ổn định ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ là khi mà chúng tôi dự kiến có cái cầu siêu ở Trường Sa cho cả những người đã hy sinh vì chủ quyền lãnh hải của đất nước chúng ta ở Hoàng Sa và các thế hệ trước. Các thế hệ trước ở đây tôi muốn nói là ông cha ta từ thế kỷ thứ 19 đã có cái chiếm hữu, đã có cái sở hữu chủ quyền, đã tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu rồi. Chúng ta, tôi nhắc lại là chúng ta có đủ chứng cứ để chúng ta chứng minh cái việc này. Cho nên chúng tôi muốn tổ chức một cái đại lễ cầu siêu mang tính hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc, không những chỉ cho các anh hùng liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mà kể cả các thời đại. Cho nên chúng tôi cũng đã muốn nêu cụ thể một số những cái địa danh, một số những cái con người cụ thể. Nhưng mà tất nhiên việc này nó còn quá mới, cho nên nó cũng có sự đồng thuận của một số các cái người ở các cái cơ quan, mà tôi cho rằng là nó cũng ở các cơ quan chức năng địa phương. Thế rồi là trong số các cựu chiến binh, thế rồi những lão thành tham gia hoạt động cách mạng thì người ta có thể chưa quen với lại cái hội nhập hiện nay. Một là các quý vị đó cũng thiếu những thông tin cập nhật hàng ngày, vì hội nhập, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, Việt Nam đang chơi các cái sân chơi phù hợp với luật pháp công ước quốc tế Việt Nam tham gia, thì chúng ta cũng phải thể hiện là chúng ta là một quốc gia mong muốn có sự hợp tác hữu nghị, hòa bình với tất cả các quốc gia mà đang muốn làm bạn với Việt Nam. Đồng thời chúng ta phải thể hiện cái chính sách nhân đạo của chúng ta. Chúng ta là người chủ đất nước, chúng ta là người chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân và đế quốc, thì chúng ta luôn luôn chứng minh chúng ta lấy đại nghĩa để mà đối xử với tất cả những vấn đề khác sau chiến tranh. Thì tôi nghĩ đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp. Nhưng mà cũng còn ý kiến này ý kiến khác, cho nên chúng tôi nói là chúng tôi đã tổ chức thành công cái đại lễ cầu siêu ở ngoài Trường Sa theo truyền thống văn hóa dân tộc và truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam. Nó có rất nhiều ý nghĩa. Một là để tri ân những người đã ngã xuống qua các thời kỳ, các thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống, không riêng ai, không nói riêng ai, không nhấn mạnh riêng ai, mà tất cả những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ, từ có thể là các triều đại phong kiến trước đây cho đến bây giờ, đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc,
bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ thiêng liêng của chúng ta, thì đó là những người con xứng đáng được vinh danh. Đồng thời chúng tôi cũng có một cái việc nữa chúng tôi làm, mà chúng tôi cho đem lại một cái lợi ích rất tốt cho cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đó là chúng ta tổ chức cầu siêu cho tất cả bà con, cô bác, những đồng bào của chúng ta đã vì công việc, những ngư dân, những người đi biển, những công dân của Việt Nam chúng ta đi làm nghề cá ra ngoài biển khơi hoặc đi làm thuê trên các cái chuyến tàu thương mại của các hãng thương mại nước ngoài, vì rất nhiều lý do đã bị tử nạn ngoài Biển Đông, kể cả rất nhiều người Việt Nam ra đi sau cái thời kỳ chiến tranh năm 75 vì họ không hiểu về cái chế độ mới. Họ được tuyên truyền rằng là chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ cộng sản là chế độ rất là ghê sợ, cho nên họ vì hoảng sợ, họ vì không hiểu, họ đã ra đi, họ đã tìm đường để đi ra nước ngoài bằng con đường thuyền nhân và đi đường biển. Rồi cũng nhiều người gặp dịch bệnh, gặp thiên tai, bão táp, gặp hải tặc mà người ta đã bỏ mạng ngoài Biển Đông vì chiến tranh. Tôi cho rằng là đó là những nạn nhân chiến tranh thực sự. Thế và họ cũng ra đi để mong muốn một cái cuộc sống tốt hơn. Thì họ cũng vì thế mà họ tử nạn ngoài Biển Đông. Thế rồi nhiều bạn bè quốc tế, thủy thủ, viễn dương, những người đã tham gia giúp chúng ta xây dựng các giàn khoan dầu khí, thế rồi qua lại trên vùng biển chúng ta làm ăn, buôn bán, giao lưu với chúng ta, mà họ cũng vì những lý do khác nhau như tôi đã nêu, đã tử nạn Biển Đông. Thì chúng ta cũng cầu siêu cho họ với tinh thần nhân đạo của ông cha chúng ta, và cái tinh thần mà đường lối chính sách đối ngoại của nhà nước và chính phủ Việt Nam đang thực hiện, đó là mong muốn làm bạn với tất cả các quốc gia, muốn làm bạn với Việt Nam. Thì chúng ta luôn luôn phải chủ động trong vấn đề này. Hơn nữa, cái vùng Biển Đông đang có tranh chấp thì chúng ta chúng ta gương mẫu trong vấn đề là hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, mong muốn có cái sự hợp tác hữu nghị, mong muốn có cái tấm lòng chân thành đối xử với nhau trong vùng Biển Đông này, để chúng ta biến cái vùng Biển Đông đang có tranh chấp trở thành cái vùng Biển Đông hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phồn thịnh như tôi vẫn nói. Cho nên chúng tôi đã dẹp qua những cái dư luận, vượt qua những cái ý kiến có thể nói là còn gay gắt của một số các cái giới chức ở địa phương, chính quyền địa phương, hay rồi một số các cá nhân, các quý vị đã từng tham gia trong quân đội hoặc là tham gia trong các cái phong trào, các cái tổ chức của Việt Nam. Thì tất nhiên đối với họ, đối với những người này, tôi cho là đó là ý kiến thiểu số. Còn tuyệt đại đa số nhân dân và dư luận chính giới là ủng hộ cái việc làm đại nghĩa này. Cho nên chúng tôi cho đây là việc làm rất thành công. Mặc dù lúc đầu nó cũng có những trục trặc là do có những cái sự hiểu sai, hiểu chưa đúng về cái ý nghĩa chúng tôi làm. Nhưng mà tôi cho rằng là xuyên suốt trong cái chỉ đạo từ trên thì cái mục đích của chúng ta là chúng ta phải làm sao chứng minh cho bạn bè quốc tế, chứng minh cho bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới thấy một cái dân tộc Việt Nam có chính nghĩa, một cái dân tộc Việt Nam thủy chung trước sau như một với bạn bè quốc tế, một dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, chán ghét chiến tranh, bởi vì chúng ta là cái quốc gia, là cái dân tộc mà đã chịu đựng quá nhiều những đau thương mất mát do hai cuộc chiến tranh của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gây ra cho chúng ta. Cho nên chúng ta muốn thể hiện cái ý chí yêu chuộng hòa bình của chúng ta thông qua cái việc làm của chúng tôi, nhưng đồng thời thông qua cái đại lễ cầu siêu chúng tôi làm cho tất cả những cái thành phần như vậy, thì nó cũng thể hiện là ở Việt Nam một cái chân lý rõ ràng nữa, ngoài cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo vững chắc thì ở Việt Nam thực sự còn có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, chứ không phải như một số các thế lực thù ghét Việt Nam bên ngoài vẫn nói là những người cộng sản không có tôn giáo, không có tín ngưỡng. Thì ở đây chúng tôi chứng minh cho họ thấy rằng là trên một cái chuyến tàu đại đoàn kết như này, với một cái số lượng người đông như thế, thành phần đa dạng như thế, mà chúng tôi đã thực hiện thành công một cái hoạt động mang tính chất để nâng đáp nghĩa theo văn hóa Phật giáo, bởi vì Phật giáo là tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam, và đồng thời là tôn giáo đã từng là quốc đạo của chúng ta trong nhiều thời triều đại, từ đời Đinh Lê Lý Trần. Cho nên tôi nghĩ rằng là đó là một cái việc làm mà chúng tôi thấy rất thành công, nó góp phần vào thành công chung cho cái hải trình Trường Sa lần này của đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa. Nhân cái việc mà tổ chức cầu siêu, tôi muốn nói thêm một cái điều nữa, tức là chúng tôi đang thực hiện rất là đúng với cái đường lối chiến lược của nghị quyết 36, là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Tức là đã là người Việt Nam ở nước ngoài, có quốc tịch Việt Nam, có gốc Việt Nam, là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai, chúng tôi đang mong muốn thực hiện một cái ý nguyện rất trong sáng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là chúng ta mong muốn thống nhất đất nước, chúng ta đã làm được, chúng ta đã đưa Giang Sơn về mối, nhưng chúng ta còn phải làm một cái việc nữa hết sức quan trọng là thống nhất lòng dân. Trong nước đã đành, nhưng mà chúng ta còn bộ phận người dân ở hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ, còn có những suy nghĩ nó mang cái tính là còn có những cái hận thù, còn có những cái chưa thực sự mong muốn hòa hợp, đoàn kết với nhân dân trong nước. Chúng ta phải làm sao để chứng minh cho bà con cô bác thấy rằng cái việc làm
của chúng tôi là đúng và bà con của bác nên ủng hộ. Hơn nữa, chúng ta đã tha thứ cho đế quốc Mỹ, cho thực dân Pháp. Trên thực tế thì đế quốc Mỹ là một cái thế lực đưa cái cuộc chiến tranh đến Việt Nam. Đế quốc Mỹ là người đã tàn sát đồng bào hai miền Nam Bắc rất là nhiều. Đế quốc Mỹ là người mà đã ném giải chất độc da cam ở khắp miền Nam và rất nhiều tỉnh miền Bắc, để lại cái hậu quả di chứng cho hàng triệu người Việt Nam và các thế hệ sau này vẫn gánh chịu, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Người Mỹ đã xô đẩy cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam đến mức độ mà hai miền Nam Bắc phải tiến hành cái cuộc chiến tranh với nhau. Nó mang tính chất rất là nội bộ, anh em chiến đấu với nhau. Tôi cho là không thực sự có cái chính nghĩa trong vấn đề này. Và chúng ta cũng đã sẵn sàng tha thứ cho đế quốc Mỹ, những người đã có thể nói đem lại cái đau thương tăng tóc cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Nhưng tại sao ấy, anh em chúng ta, người Việt Nam ở trong và ngoài, chúng ta vẫn nói là cùng một bào thai, chúng ta vẫn nói là cùng một dân tộc, cùng một dòng máu là không, thì tại sao còn có những ý kiến bảo thủ, kể cả phía bên ngoài lẫn bên trong, còn có những ý kiến bảo thủ rằng là không chấp nhận cái sự hòa hợp hòa giải giữa người Việt Nam với người Việt Nam trong nước và ngoài nước, một số các cái thành phần còn chống cộng cực đoan ở bên ngoài. Thì tôi cho rằng là trong nước cũng phải hỏi những người mà còn có tư tưởng bảo thủ cố chấp ở trong nước, cũng như là các vị còn có tư tưởng chống lại nhà nước cực đoan ở bên ngoài, thì tự phải chất vấn lương tâm mình, tại sao các vị đồng ý nhanh thế để chúng ta tha thứ cho đế quốc Mỹ với những cái tội ác chồng chất, với những cái đau thương tăng tóc rất là to lớn mà chính họ đưa đến cho chúng ta, thì chúng ta lại tha thứ cho người Mỹ nhanh thế, mà chúng ta lại chiến đấu với nhau nó dai dẳng thế ở cái tư tưởng bảo thủ cố chấp và lạc hậu. Tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận một cách rất đúng với cái truyền thống của ông cha chúng ta, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Bởi vì chúng ta đã tha thứ cho người Mỹ, cho đế quốc Mỹ đúng hơn, chúng ta cảm ơn nhân dân Mỹ, chúng ta tha thứ cho đế quốc Mỹ, chúng ta tha thứ cho thực dân Pháp, chúng ta cảm ơn nhân dân Pháp, thì chúng ta phải thấy rằng người Việt Nam chúng ta phải sớm nhận ra vấn đề này, chúng ta đoàn kết với nhau để chúng ta xứng đáng là những người anh em cùng một bào thai, chúng ta gọi là kiều bào mà. Thế tại sao thì chúng ta lại cứ chia rẽ nhau mãi, chúng ta không dám cùng bước lên một cái bước, một bước chân đoàn kết, chúng ta cùng xích lên để chúng ta tiến tới hòa hợp và giải. Tôi hy vọng là đến năm 2015, sắp tới đây chúng ta kỷ niệm 40 năm thống nhất giải phóng đất nước Việt Nam, thì cái ý tưởng rất là trong sáng, chính nghĩa của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là mong muốn ngày thống nhất đất nước sẽ là ngày đại đoàn kết dân tộc, ngày hòa hợp hòa giải dân tộc. Thì tôi thấy đây là một cái ý nghĩa hết sức là đúng đắn, nó mang tính chất chân lý và nó mang ý nghĩa rất sâu sắc về cái mối quan hệ giữa trong và ngoài, giữa nhân dân trong nước ngoài nước. Và tôi hy vọng là với cái nỗ lực của chính phủ, của nhà nước, cũng như Ủy ban nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, thì sẽ sớm chúng ta tới cái đích đó. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Sơn rất nhiều cho cái câu trả lời thật rõ ràng về cái vấn đề đó. Về tin tức ông có khả năng sẽ rời nhiệm sở như là chủ nhiệm của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, mấy tháng trước đây cũng đã có được nói tới, nhưng mấy ngày gần đây dường như là có những cái tin tức mới hơn, ông có thể cho biết việc đó như thế nào thưa ông? Trước hết có thể nói là cái việc đi công tác làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước ta tại Liên bang Nga, nó là cái nguyện vọng của tôi. Bởi vì tôi cũng chỉ còn 3-4 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Tôi cũng muốn là trước khi nghỉ thì làm cái công tác ngoại giao chuyên nghiệp ở cái địa bàn nơi mình đã học tập rất lâu năm, như tôi đã trả lời phỏng vấn Bonsa TV lần trước. Và đến bây giờ thì có thể nói là cái tiến trình làm thủ tục để mà đi đại sứ thì cũng đang được các cơ quan chức năng của lãnh đạo Việt Nam xem xét rất thuận lợi. Và tôi nghĩ rằng là tôi cũng là xứng đáng được cử vào cái vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên bang Nga, với đầy đủ các tiêu chuẩn mà tôi có thể đáp ứng tốt, và tôi cũng thể đảm trách chắc chắn là có hiệu quả cái công việc này. Tuy nhiên thì tôi cũng rất là tâm huyết với lại cái công việc tôi đang làm, đó là cái công tác đối với người Việt Nam nước ngoài. Và trong nhiều năm qua cũng đã tạo được một cái vị trí cũng như là cái uy tín trong lòng cộng đồng, và cũng đem lại rất nhiều những lợi ích tốt cho cộng đồng, nên được bà con cô bác tín nhiệm. Thực sự tôi rất phân vân, tôi rất buồn nếu phải rời cái công việc này. Tôi cũng đang rất là suy nghĩ, và nếu như mà tôi được tiếp tục công tác để mà giúp bà con cô bác gắn liền với quê hương đất nước hơn ấy, thì cũng là cái mong muốn của tôi. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện nay như là anh Hoàng Lân cũng biết là Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài vẫn là nằm trong Bộ Ngoại giao,
cho nên là cái công việc nó cũng có thể nó còn, vì tôi phải kiêm nhiệm nhiều việc cho nên nó sẽ hạn chế. Vì tôi kiêm nhiệm nhiều việc thì nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đến công việc chung, đồng thời là nó cũng tạo điều kiện tốt cho cái công tác đối người Việt Nam nước ngoài, nhưng mà không thể chi phối nhiều thời gian để cho công tác này. Thì cá nhân tôi muốn là cái Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài thể theo nguyện vọng của rất nhiều bà con cô bác khắp nơi trên thế giới. Kiều bào đã phát biểu ở rất nhiều các diễn đàn và nơi nào bà con cũng phát biểu, bởi vì bà con nhìn nhận đánh giá cái vị thế của bà con ở bên ngoài, cái đóng góp của bà con về trong nước với một cái nguồn lực là tổng cộng lại là khoảng 20 tỷ đô la một năm, kể cả kiều hối lẫn đầu tư, tôi cho đây là nguồn lực rất đáng kể. Và với 4,5 triệu người Việt Nam nước ngoài thì cũng là một cái tiềm năng rất là to lớn, cho nên là tôi cũng đã có kiến nghị với chính phủ là nên để cái Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được độc lập, được có một cái hoạt động nó mang tính chất tự chủ hơn, nó độc lập hơn, để mà có nhiều quyết sách kịp thời được đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ để giải quyết theo nguyện vọng bà con, đạt hiệu quả tốt nhất, thì nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của và cái vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cho nên tôi cũng đang rất suy nghĩ vấn đề này, vì mình đã đề nghị đi đại sứ thì tôi cũng sẽ có lẽ là tôi cũng sẽ để cho Chính phủ quyết định, chứ tôi cũng không tự động rút lại. Nhưng nếu như Chính phủ thấy rằng là nguyện vọng của bà con chính đáng và nguyện vọng của bà con thực sự là mong muốn cái điều này đối với tôi, thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái sự tin tưởng, quý mến của bà con khắp nơi trên thế giới đối với cá nhân tôi. Thì tôi cũng rất suy nghĩ và tôi sẵn sàng ở lại để tôi tiếp tục đảm nhiệm cái công việc này. Và tôi cho rằng là vấn đề này rồi trong thời gian tới đây sẽ có quyết định sớm nhất, đúng đắn nhất của Nhà nước và Chính phủ. Nhân tiện có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, xin hỏi một câu ngoài lề. Tôi trước khi anh Vũ Hoàng Lân có câu ngoài lề, tôi muốn bổ sung một vài ý cho cái công việc của tôi sắp tới. Là cá nhân tôi rất khó nói về bản thân tôi, bởi vì các quý vị có thể thấy rằng là khi mà mình nói nó không tế nhị, hoặc là mình nói nó không đúng với lại cái mà bà con mong muốn, thì rất dễ cái suy nghĩ của mình nó bị hiểu sai. Thế rồi có thể là người ta cho là chúng tôi có cái gì đó cá nhân tôi muốn có ảnh hưởng đến bà con để rồi đề cao cái vị trí của mình hay là công việc mình làm. Thì cái này tôi nói là nó hoàn toàn không có thể xảy ra đối với cá nhân tôi. Tôi chỉ suy nghĩ một điều duy nhất là ở đâu, làm việc gì mà có lợi nhất cho đất nước, cho nhân dân thì tôi sẵn sàng làm. Đấy là cái trách nhiệm của một người công chức được nhà nước giao phó nhiệm vụ. Tôi nghĩ là cái điều này thì chắc là anh Vũ Hoàng Lân cũng như bà con cô bác khắp nơi trên thế giới có những suy nghĩ tốt về tôi thì sẽ hiểu đúng cái lương tâm và trách nhiệm của tôi. Xin cảm ơn ông cho cái chia sẻ đó. Một câu hỏi ngoài lề. Trước khi đi chuyến đi Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có một cái cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Tấn Lạc, là một người sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam, cựu chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt ở Nam California, lại phản hồi về những cái ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn, mà trước đó ông Nguyễn Thanh Sơn cũng đã có phản hồi về ý kiến của ông ấy. Và có thể nói chuyện này là những cái chuyện chưa từng xảy ra, một viên chức cao cấp ở Việt Nam có những cái đối thoại tương đối trực tiếp với một vị sinh hoạt rất là năng nổ trong cộng đồng Việt Nam. Nếu được, ông có thể cho một vài ý kiến thêm về những cái phản hồi của ông Nguyễn Tấn Lạc thưa ông? Sau cái cuộc trả lời qua phỏng vấn qua đường dây viễn liên giữa Hà Nội và California của tôi với Bonsa TV, thì tôi cũng đã nói một số những vấn đề nó liên quan đến suy nghĩ của ông Nguyễn Tấn Lạc. Tôi có nói rằng là những vấn đề liên quan đến nghĩa trang Bình Dương, tức là nghĩa trang Biên Hòa cũ, nghĩa trang Bình An bây giờ ấy, thì thông tin của ông Nguyễn Tấn Lạc nó là rất là quá cũ và hầu như ông không nắm cái gì cả. Cái thứ hai nữa là một số vấn đề liên quan đến trong nước, ngoài nước, thì tôi nói là những cái đó là những cái mà phải cập nhật thông tin hàng ngày thì mới có những phát biểu chính xác. Còn chính xác hay là không chính xác thì xin để cho dư luận rộng đường có ý kiến. Còn tôi chỉ nói thế này, tôi đã xem cái phỏng vấn của Bonsa TV mới nhất với ông Nguyễn Tấn Lạc. Tôi nói là thế này, tôi rất thông cảm với ông Nguyễn Tấn Lạc trong bối cảnh với chức danh người lãnh đạo một cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại ở cái Nam Cali, thì ông luôn luôn phải có những cố gắng nỗ lực để thể hiện cái vai trò cá nhân mình. Thế nhưng mà tôi không muốn tranh cãi, bởi vì càng tranh cãi thì nó lại càng thành ra là nó không hay, rồi chúng ta có thể là lại đẩy nhau ra xa. Cho nên tôi rất thông cảm với ông Nguyễn Tấn Lạc. Thôi chúng ta không tranh luận những vấn đề này. Tôi xin mời ông về nước
Và tôi xin giới thiệu Nguyễn Tân Lạc, sau lưng tôi là cảng Vũng Tàu đây. Ông thấy là Vũng Tàu bây giờ rất tươi đẹp, Vũng Tàu có thể nói là như một cái khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng và so sánh với quốc tế được. Tôi sẵn sàng mời ông Nguyễn Tân Lạc về và đến nghỉ ở Vũng Tàu. Ông sẽ thấy được đất nước thay đổi hay không thay đổi. Ông sẽ thấy được là thông tin của tôi hay của ông cập nhật mà chúng ta không nên tranh cãi. Tôi không trả lời thêm về vấn đề này nữa. Tôi chỉ xin nhờ qua Bonsa TV truyền tới ông Nguyễn Tân Lạc, tới tất cả các quý vị mà còn có những suy nghĩ tương tự như ông Nguyễn Tân Lạc, rằng tôi, Nguyễn Thanh Sơn, với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chân thành mời quý vị về Việt Nam như bà con cô bác đã về chuyến này để tham gia hải trình Trường Sa. Các cụ nhà ta vẫn nói, ngạn ngữ Việt Nam vẫn có câu là trăm nghe không bằng một thấy. Thì xin quý vị hãy về, quý vị hãy bỏ qua tất cả những cái chấp cứ của quá khứ, quý vị hãy bỏ qua tất cả những cái gì mà chúng ta còn chứa chất trong lòng, những cái hận thù nó không được chính xác về tổ quốc, về đất nước. Thì tôi xin mời ông Nguyễn Tân Lạc, tôi mời tất cả các quý vị còn có những cái suy nghĩ như ông Nguyễn Tân Lạc, và chúng tôi sẵn sàng đón quý vị về để quý vị nhìn thấy cảnh đẹp của đất nước chúng ta. Tôi đề nghị anh Vũ Hoàng Lân đã quay hết cái cảnh ven biển Vũng Tàu này để cho quý vị bà con cô bác ở hải ngoại thấy rằng nó có giống với lại những cái khu nghỉ mát, các cái resort ở châu Âu hay không. Thế rồi thì là chúng tôi mong muốn được sớm gặp lại ông Nguyễn Tân Lạc trên cái bàn trà, trên cái bàn có thể nói là với những cái món ăn dân tộc ở trong nước, để mà chúng ta cùng nhau vừa nhâm nhi cái chén rượu quê hương, món ăn dân tộc quê hương, vừa uống những cái tách trà thơm mang hương vị của miền Bắc hay miền Nam hay miền Trung, để rồi chúng ta trao đổi với nhau những cái gì cần thiết cho đất nước, những cái gì cần thiết cho dân tộc, không tranh cãi những vấn đề nó tôi cho là không xứng tầm với lại cái công việc của tôi đang làm cũng như các ông. Thì tôi nghĩ rằng là đã là cái vị trí mà phụ trách công tác cộng đồng ở bên ngoài thì cũng nên có những cái uy tín nhất định, những cái hành động nhất định để mà tranh thủ được cái sự tín nhiệm của kiều bào cũng như là nhân dân trong nước. Thì tôi mong rằng là chúng ta không có những cái trao đi đổi lại như thế nữa. Và tốt nhất là quý vị hãy về, tôi chính thức mời quý vị, khi nào quý vị về được thì thông tin cho tôi biết, tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị trọng thể để quý vị thấy rằng là tâm hồn cũng như là lương tâm cũng như là trách nhiệm của tôi đối với quý vị rất trong sáng. Với nhắn gửi đó của ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, chúng tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Cảm ơn ông Nguyễn Thanh Sơn rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay vào ngày cuối của chuyến hải trình Trường Sa, thưa ông. Xin cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân, cảm ơn Phố Bonsa TV, và qua đây tôi cũng xin chuyển đến quý vị khán thính giả của Phố Bonsa TV lời chào, lời chúc mừng, lời hỏi thăm, và mong muốn những người nào xem Bonsa TV nhiều, nghe các cuộc phỏng vấn nhiều của tôi hoặc của bất cứ nhân vật nào trên Bonsa TV mà quý vị chưa về Việt Nam thì xin mời quý vị hãy về Việt Nam và tôi xin sẵn sàng đón tiếp quý vị. Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bonsa TV, chúng tôi vừa mới có cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Thanh Sơn vào ngày cuối kết thúc chuyến đi tới quần đảo Trường Sa lần này. Thể theo yêu cầu của ông Nguyễn Thanh Sơn nhắn gửi ông Nguyễn Tấn Lạc, chúng tôi sẽ mời quý vị xem một số hình ảnh ngay ven biển Vũng Tàu, quay từ tàu HQ571, và cũng như là một món quà tặng cho những người nào ở hải ngoại có quê quán ở Vũng Tàu.